Xin chào cô chú anh chị. Ngày hôm nay Trường Sơn xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà nằm trong hẻm 87 đường số 3 phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Chính là căn nhà này nha. Vị trí căn nhà thì nằm gần chợ Bình Long, giáp ranh quận Tân Phú. Thì căn nhà có kích thước bề ngang là 3m17, nửa hậu 3m19, chiều dài là 6m2. Phía trên lầu thì chiều dài được cộng thêm 1m2 nữa là thành 7m4 nha. Thì tổng diện tích đất được công nhận là 19,8m2, tổng diện tích sàn là 42,6m2. Nhà kết cấu một trệt hai lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một ban công rất rộng ha, để làm sân phơi. Căn nhà có hướng chính nam. Giấy tờ pháp lý thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán cho căn nhà này chỉ có 2.580.000 và còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Chủ nhà sẽ tặng cô chú anh chị bộ ghế sofa này nha. Hiện tại thì nhà đang trống, sẵn sàng bàn giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn. Rồi, đấy là thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo Trường Sơn mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Đây là căn nhà mà hôm nay Trường Sơn giới thiệu với cô chú anh chị mình ha. Một trệt hai lầu nè. Còn đây là con hẻm trước nhà đây ha, rộng 2m5 nè. Cũng sạch sẽ an ninh ha. Đây là khu dân cư hiện hữu nha. Đấy. Bên trong này thì nó cụt rồi ha. Đấy, trước nhà sẽ có hai lớp cửa ha. Rồi, bên trong nhà đây. Hiện tại thì nhà đang trống ha. Còn mới đẹp, sẵn sàng bán giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn nha. Khu vực phòng khách thì chủ nhà sẽ tặng cô chú anh chị mình bộ ghế sofa này nha. Vị trí căn nhà thì nằm gần chợ Bình Long, giáp ranh quận Tân Phú. Đấy, nhà gọn gàng xinh xắn ha. Phía bên đây sẽ là khu vực bếp này. Chúng ta có tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha. Đấy, phía sau này thì nền nhà được làm thấp hơn này. Và được lát bằng gạch chống trơn trượt nha. Đó, khu vực vệ sinh này. Đấy. Cũng đi sẵn đường dây điện này để mình đấu nối cái máy nước nóng ha. Đó, ok ha. Hiện tại thì nhà đang trống nha. Sẵn sàng bán giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn nha. Đấy, rồi. Tiếp theo chúng ta cùng lên lầu ha. Đó, trên lầu 1 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh ha. Rồi, đây là trên lầu 1 nè. Bên đây là khu vực vệ sinh ha. Ok ha. Nền nhà của phòng vệ sinh cũng được làm bằng gạch chống trơn trượt này. Làm gờ rất là cao ha, để tránh nước tràn ra nền nhà này. Đấy, còn đây là phòng ngủ phía trước này. Ok ha. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng lên lầu 2 nhé. Trên lầu 2 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ ha. Và phía trước thì có một ban công rộng để làm sân phơi nhé. Phía sau này có cái cửa này. Nhìn ra xung quanh ha. Khu vực xung quanh này, nhà cao tầng ha. Đấy. Ok ha. Rồi, đây là phòng ngủ nè. Ok ha. Phía trước là có ban công này. Đây ha, ban công này. Ban công mình khá rộng ha, mình tận dụng làm sân phơi. Ok ha. Có mái che nè. Đây ha, xung quanh nè. Khu vực dân cư hiện hữu nha. Ok ha. Rồi, ok ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này.
Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.